Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Kidman là một thương hiệu nhạc cụ để lại rất nhiều dấu ấn đến đa số khách hàng hiện nay, với kiểu dáng gọn nhẹ hiện đại, chất lượng âm thanh hoàn hảo. Hôm nay anh em hãy theo team mang piano Kidman KS7S giao đến cho khách hàng tại chung cư Hùng Vương, quận 5 nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Team đã có mặt tại chung cư Hùng Vương, chuẩn bị theo nhân viên mang đàn piano và quà tặng lên nhà khách nha. Sau khi đã xem rất nhiều video trên kênh và bất ngờ về chức năng vượt trội cùng tầm giá hợp lý của Kidman KS7S, nên bạn nữ đã quyết định mua chiếc piano này. Piano được mang vào phòng tiến hành lắp đàn cho bạn khách thôi. Để anh em tiện theo dõi, mình sẽ mô tả sơ qua về các bộ phận của Kidman KS7S nhé. Trong thùng sẽ gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn để mọi người có thể lắp đàn được dễ dàng. Team sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn. Đầu tiên, hai chân đàn sẽ được lắp cố định vào pedal, tiếp theo lắp tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp, cuối cùng là lắp thân đàn lên trên. Các vị trí ốc được lắp kỹ càng, chậm rãi và vô cùng chỉnh chu. Và bạn nhân viên đang chuẩn bị quà tặng cực kỳ hấp dẫn, chính là ghế piano cao cấp cùng với jackphone. Mời anh em cùng khám phá các tính năng nổi bật của KS7S nhé. Đàn có 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc khổng lồ 192 polyphony, số lượng bài hát thì cực kỳ ấn tượng với 100 bài và 30 âm sắc. Chức năng trên đàn thì anh em không thể bỏ qua, với metronome đếm nhịp, twin nova trộn tiếng, jazzbo tăng giảm tông, split mode chia bàn phím, cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh, máy tính bảng cực kỳ dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Khi mua piano KS7S tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Anh em cùng bạn nữ bóc xíu và thử đàn nhé. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chọn lựa piano KS7S để học tập và giải trí. Vậy là buổi giao piano điện của nhà Kidman đến với khách hàng tại chung cư Hùng Vương hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.